Mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện Cẩm Lệ thời gian qua đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi về thời gian giúp nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu trong giải quyết các thủ tục hành chính. 18 giờ, cán bộ chiến sĩ công an phường Hòa Xuân đã có mặt tại trụ sở tiếp công dân để thực hiện mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân, sẵn sàng tiếp đón và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, hướng dẫn công dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Việc hướng dẫn tận tình nhanh chóng đã tạo ấn tượng tốt đẹp đối với người dân, được người dân hết sức hoan nghênh. Thì tôi thấy là cái công việc này tôi làm đi bận công việc đi làm, cho nên là khi mà được nghe cái chương trình này phổ biến tôi thấy rất là hoan nghênh và rất là thuận tiện cho những cái công dân đi làm để mà mở ra cái mọi cái thủ tục á. Tại phường Khuê Trung, mặc dù đã quá 20 giờ, nhưng Trung úy Nguyễn Phan Quốc Thịnh, cán bộ tiếp dân công an phường Khuê Trung vẫn tận tình hỗ trợ công dân đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2, rà soát đối chiếu các thông tin cá nhân giúp người dân. Với vai trò là một công an nhân dân, ngoài giờ làm hành việc hành chính bình thường thì em hỗ trợ công dân là nhiều khi công dân đi làm việc cả ngày, không có thời gian nhiều buổi tối, nên ra tranh thủ buổi tối mình hỗ trợ cho người dân có thể tiếp cận sâu hơn hoặc là gần hơn với lại danh điện tử hoặc là những thông tin cá nhân của công dân, thì kiểm tra thông tin công dân bị sai sót hay không. Mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân trên địa bàn quận Cẩm Lệ được triển khai từ cuối năm 2021. Qua sơ kết một năm triển khai mô hình, cán bộ chiến sĩ công an các phường đã tổ chức 1.696 lượt tuần tra kiểm soát, tiếp nhận và xử lý 814 tin báo, phản ánh về an ninh trật tự, tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính. Chính sự hài lòng của người dân là thước đo, là động lực để cho cán bộ chiến sĩ công an các phường vì công việc chung và hết mình vì công việc, tận tụy vì nhân dân, xây dựng hình ảnh người công an nhân dân tốt nhất trong lòng nhân dân. Mô hình công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân đã góp phần xây dựng lực lượng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự, văn minh đô thị. Chính sự hài lòng của người dân sẽ là thước đo, cũng là động lực cho cán bộ chiến sĩ công an các phường hết mình vì công việc, vì dân phục vụ, xây dựng niềm tin vững chắc trong nhân dân.